Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa đề nghị công ty cổ phần Khải Vi, chủ đầu tư Merpo Đà Lạt Hotel, ngưng thi công công trình do sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng. Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định tại phần mái công trình Merpo Đà Lạt Hotel đang thi công phần cấp pha, không có trong giấy phép xây dựng với diện tích 900m2. Tại tầng 1 công trình, dù được cấp phép diện tích sàn là 3.612m2, bao gồm sân vườn, nhưng chủ đầu tư đã cho xây dựng 4.567m2, vượt phép 955m2. Tương tự tại tầng hầm 1, công trình đã hoàn thành xây dựng 7.092m2 diện tích sàn, trong khi diện tích cho phép là 5.777m2, vượt phép hơn 1.300m2. Tại tầng hầm 2, công trình cũng hoàn thiện thi công vượt phép hơn 1.200m2. Tổng diện tích xây dựng vượt giấy phép của công trình này là hơn 4.450m2. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, trong ngày 12 tháng 10, nhiều công nhân vẫn tất bật thi công bên trong công trình. Merpo Đà Lạt Hotel xây dựng cao 10 tầng. Dự kiến sau khi hoàn thành sẽ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, gồm 402 phòng lưu trú cùng các tiện ích kèm theo. Đây là một trong những khách sạn lớn nhất, cao tầng nhất tại thành phố Đà Lạt, cũng như tỉnh Lâm Đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.